Tất cả bà con, thì trong video này tôi giữ thông tin một cái tin rất là quan trọng nha bà con, là luật sư Đào Kim Lân đã vừa Mỹ bay về về Thái Lan, xong rồi đi băng qua Lào và từ Lào đi xuyên biên giới về Việt Nam, và từ Việt Nam anh đi về vùng Khánh Hòa, Nha Trang, rồi sau đó là không biết đi đâu nha bà con. Tình hình phải nói rằng là rất là căng thẳng nha. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Thì lát nữa tôi mở video cho bà con xem. Bây giờ xem cái ảnh này này. Đây. Đây là luật sư Lân cải trang ha. Còn sau này là người đồng hành với luật sư Lân. Đó. Ở đây là ảnh chụp ở Lào ha. Ảnh chụp một cái cây cầu ở trên cái cầu gỗ ở trên Lào ha. Rồi bây giờ tôi mở cái video luật sư Lân ra cho bà con xem ha. Đây là xe của luật sư Lân ha. Từ Lào về ha. Rồi bà con chờ xíu nha. Khoan. Rồi. Đó. Tối lại xong mấy chiều tối lại đi. Đấy. Bỏ cho luôn, bỏ cho. Đúng rồi. Thành cái đó điện thoại. Đấy. Lâu lâu xuất hiện. Anh thâm nhập vào ban đêm nha bà con. Thâm nhập vào ban đêm. Anh thâm nhập về nước vào ban đêm nha. Anh đi và về ban đêm. Đấy. Rất căng nha bà con. Đấy. Không biết anh đi về nước lần này để làm gì. Rồi. Mạng tốt rồi. Đó. Vì ca cho em cái đón mà đi giữa cho cái đó đẹp gì ca. Hôm qua lúc anh live stream thì tôi cũng đã thấy. Và tôi khi đó là ở giờ ở trong nhà tôi á là 7 giờ tối nha bà con. Có nghĩa là nó cùng múi giờ nha. Chứ không phải khác múi giờ đâu. Rồi cái nón huyền thoại xuất hiện của gì? Cách đây 10 năm cái nón này đi từ Nam ra Bắc. Bây giờ là cái nón là trở về. Rất căng. Rất căng bà con nha. Khu vực này lẹ tối ha. Minh Tú. Tìm tới bờ biển cho con. Đó, như vậy rằng là có Minh Tú đón ở ngay tại ngã ba biên giới nha bà con. Như vậy cho cái ảnh hồi nãy là hình như đi sau là Minh Tú rồi đó. Đây chúng ta coi lại cái ảnh. Đúng không? Sau này là Minh Tú đúng không? Trước là luật sư Lân, còn sau này là Minh Tú. Đúng không bà con? Đó. Rất căng nha. Rất căng. Rồi. Con theo dõi sát nha. Đây đường này thấy quen nha. Đường này thấy quen đúng không bà con? Rất là quen. Đường này làm như là tôi có đi rồi á, đi một lần cái rồi. Chúng ta xem nhạc với là cái tiếng nói rõ mà. Trong xe nó ồn quá. Quen quá. Làm đại ca với nín thở luôn nhé bác chị.
Ngày bao lâu nữa mình tới Khánh Hòa anh? Đó, đó, thấy không, thấy không? Thấy không? Bà con nghe lại không? Nghe lại nha. Đó, 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 thấy không? Để tôi mở to cái bản này. Căng không? Đó, 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 đó. Ngày bao lâu nữa mình tới Khánh Hòa anh? Đó, thấy không? Đó. Đi ra. Bao lâu tới Khánh Hòa? Đó, thấy không? Thấy không? Như vậy là xâm nhập từ biên giới Việt Lào ha xuống ở ở trên đó có cái đường mà gì đèo An Khê đồ gì đó là bà con à, trên Gia Lai đồ gì đó có cái đèo An Khê gì đó tôi không biết nhưng mà chắc là luật sư Lân đi theo đường đó ha. Rồi tiếp. Đường này đường Giang Mỹ nó khác đường này đúng không? Quá căng. Đường này à? Đường này sao đi? Sao đi tới à? Điều mình dòng qua cái cao tốc chỗ đường Hồ Chí Minh đúng không? Đi xuống đó đó theo. Đi qua đường Hồ Chí Minh theo. Đường Hồ Chí Minh. À. Nhìn thấy mấy cái điện gió là nhớ tới đi đi kêu tê ta. À. Rất căng à. Tối quá cái gì? Chào Hương Nguyễn Bảo Ngọc Kỵ. Kiểu này là thám tử cao là có thể theo dõi được ấy. À, thám tử cao đâu rồi? Vào đây để theo dõi là luật sư Lân nha. Chứ luật sư Lân đã là qua biên giới rồi đó. Thấy không? À. Kim Linh Vũ. Mình hứa là bây giờ trời sụp tối là bắt đầu mình xuống núi đi chuẩn bị ra khỏi ngộ với lại Minh Tú với lại Lê Tú nha. Đó, đó, đó. Thấy không? Đường sao tối dữ rồi, mới có chưa 7 giờ mà. Đó, đó. À, cái lúc mà tôi xem là ở đây thì là cái cũng 7 giờ là bà con như vậy trùng múi giờ mà. Tối quá, không thấy gì luôn. Đi đâu ta? Trời, đi đâu mà thâm nhập vào ban đêm luôn ta? À. Đây thì như là 2 3 giờ khuya, 12 giờ tối, 12 đêm mà. À. Ghê thế đấy chứ. Công nhận. Khu vực này là mới có giờ này mà tối đen như mực luôn. Mà chúng ta coi có người không là sao không thấy gì vậy? Không đi đâu mà đi dữ ta. Mai chắc thám tử cao chắc bà con à, mai chắc thám tử cao sẽ đi điều tra đấy, đấy. Bởi vì ổng thám tử mà, à. Chuyện này là thám tử cao là có việc rồi ha, à. Chào Đức Quang Phạm. Ghê quá. Tối ghê vào rồi. Thấy gì đâu. Chào Tâm Đào Minh, Phú Liên Nguyễn, gì vậy các bác mà thấy. Quá ghê. Có gì bao lâu mình được ăn cơm sườn đó. Đó, 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 thấy không? Thấy không? À. Đó. Đó là ông nói ăn cơm sườn đồ thấy không? Đó. Ở Mỹ làm gì có cơm sườn mà ăn, thấy không? Đó. Chuyến này thám tử cao có việc rồi. Thám tử cao là lên đường là đi theo dõi ha. Ông thám tử mà. Không được ăn thế. Giờ chưa ăn cơm chiều nữa nha.
đây là ở Lào hay là ở Việt Nam ta? Chắc là qua biên giới Việt Lào rồi nha. Mà yếu quá không thấy đường gì hết. Chắc qua khỏi biên giới Việt Lào rồi. Đây chắc cỡ đèo An Khê đồ gì này. Hay là đèo đèo gì ta? Đường tối om tối mù vậy. Hả? Đào Thủy Trung. Ờ. Bây giờ quá căng. Mình cứu chỗ tiêu đó để mình cứu chỗ tiêu rồi. Làm như cái biển số xe mấy xe kia là ngoằn ngoằn như tiếng Lào á. Quá căng luôn. Mở nhạc Lào hay sao ta? Nghe coi ông mở nhạc gì? Chắc mở nhạc Lào. Có khi có người có thám tử cao chạy theo phía sau theo dõi nha. Thám tử cao là dữ dội lắm đó. Ông là có những cái điệp vụ là phải nói là kinh hoàng luôn. À. Thám tử cao thì là theo dõi thì số 1 rồi. Đó. Đó. Đi đâu mà giữ vậy ta? Chào cô Lan Phan, chào anh Nguyên. Đi đâu mà giữ vậy ta? Chào Liên Tả. Người ta nói tiếng gì á? Người ta nói tiếng gì á? Có thu quá căng. Chào Yêu Mai á. À. Đâu phải là cái lúc Yêu Mai ơi. Campuchia, chào Mỹ Phạm. Gì Campuchia? Coi thử có chỗ nào quen không? Đường tối thui tối mò thế này đâu có chỗ nào quen đâu. Để nghe tiếp coi thử là ổng có sao đâu. Ai hát vậy? Ủa giờ này không có đèn đường gì? Cái nhà đầu tư chụp trò quá, đầu tư giờ không có cái đèn đó chứ. Ở Lào sao mà có đèn được, có đèn đường được? Lào làm gì có đèn đường? Coi chờ chút xíu nữa coi ổng có cái ghé là ăn cơm không. Biển số xe của Lào kìa. Ở đây đường có tóc mà. Đường mới mở chứ đi ghe Hòa Bình rồi Hòa Bình, Ninh Bình với lại cái gì không đồng đi cái gì ta. Cái đường xẻ núi á. Hòa Bình, Ninh Bình. Chào Hà Nội Trần, chào Phúc Nguyên, Ngoại Võ. Gì đây? Sao dừng rồi? Coi thử lát không có xuống không nha. Coi có cảnh sát Lào thổi không? Thổi không dừng lại. Ồ. Xe gì ghê ta? Nhạc Lào à? Rồi rồi mà xuống núi kiếm gạo cơm gì trên bị xăng rồi ăn ba thịt rừng cái củ bài ngán quá. Ồ. Kiếm là gì đó? Trời cơm sườn hủ tiếu. Ồ. Vậy lâu nay ổng ăn
là củ mài đồ ta. Đó đó, đây 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 đây. Ồ. Ồ, chỗ này. Xe này không hiểu cái hết này mình nghiên cứu gì rồi, rồi chút xíu kiếm cái đầu ổn định rồi làm nên mình xe biển số nào ta gì đó không không thấy đường nữa chứ. Sao gì thưa bảo anh bảo đây các em đi tìm đi, anh đang xuống núi rồi các em. Xe chạy bên đêm bây giờ không thấy gì trơn. Ồ, quá căng, coi thử ông có ghé lại chỗ nào không, có hình ảnh quán cơm có đồ gì để mình biết. Bây giờ mình lên chào mọi người thôi, rồi tí xíu rồi mình sẽ tìm ra ở bệnh viện, bây giờ nó tối quá không thấy được. Rồi, xe chạy nhanh quá. Chúng ta sẽ lại vào chương trình kế tiếp nha. Rồi, vậy là ổng về dưới núi. Rồi, là ổng hẹn lại ở dưới núi. Đó, sao hả trời nha. Rồi. Đó, đó thì ổng hẹn lại là ở chỗ nào đó không biết, nhưng mà đó thì đây. Đây mình trở lại cái màn hình này. Đây giống Minh Tú đây phải không? Bà con coi có phải là Minh Tú không? Đây thì luật sư Lanh rồi nè, nhìn thì không giống nhưng mà dĩ nhiên ổng cải trang mà, ổng cải trang thì sao mà giống được bà con ha. Rồi để mai coi thám tử cao phán sao nha. Rồi rất là căng bà con ơi. Rồi một lần nữa xin chúc cho bà con mọi sự an lành bình yên, xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con, xin hẹn gặp bà con trong video sau ha, và xin bye bye tất cả mọi người.